Em lên cái clip cắt đuôi. Đôi chim clip này là em đặt tên là clip cắt đuôi em đăng ngày 15, chiều ngày 15. Thì đôi này là nó cũng bắt đầu đang cườm cườm rồi. Nó được khoảng 4 tháng tuổi, 3 tháng rưỡi 4 tháng tuổi các bác nhá. Thì đôi này em cũng để hữu nghị cho các bác 1 triệu 2 thôi, bởi vì là tông này của nó là cũng là phấn hồng đấy. Và nếu các bác quan sát thì các bác nhìn thấy đây là một đôi. Đấy, một đôi. Đấy. Đôi này thì em cắt đuôi để em đã làm dấu để tránh cái việc lẫn. Thành ra là em đã cắt đuôi. Đấy. Cắt đuôi. Thì trong những cái đàn em vừa mới san. Đây là những cái đôi chim đang bón này. Đang bón nha các bác nhá, rung cánh bón theo người này. Đây còn cái đôi đây mấy em này cũng là đang bón đang tập ăn. Tóm lại là cũng 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 có một con là nẻ có cườm ở trên thôi, còn bọn mấy em này là toàn hàng đang dạy tập ăn hết. Thì đang trong cái lúc san lồng các bác ạ, đang trong lúc san lồng em build luôn cho các bác để các bác xem. Cái lồng này là em sẽ chuyển xuống cái khu nuôi dưới bởi vì là nó lớn rồi. Chỗ này nó mất chục con em san bớt ra. Thì ở đây thì em quay tuần tự. Đấy, em quay tuần tự cho các bác. Đó, nên là tắt bỏ hay hơn. Ok. Em quay tuần tự cho các bác. Đây là cái dàn này là em để kế cận. Đấy. Kế cận để tới là thay một ít mái sinh sản các bác nhé. Tại vì cái này là toàn là chim phấn hồng hết, bây giờ nó mới có ràng ràng chưa có cườm đâu, nhưng mà em muốn view cho các bác để các bác cảm nhận thấy là cái trang trại của em nó luôn luôn đấy, luôn luôn nha các bác nhé, cực kỳ là luôn luôn nhiều chim và em view view lên để cho các bác xem. Đấy, đây là em không đánh dấu đôi đâu, đây là cái lô này em để như thế này ạ, là để em sau em tự lọc chim mái chim trống em ghép em vào để em để lại thì đôi bố mẹ kế cận. Đấy, em không không càng càng đánh dấu đôi thì không giải quyết gì, bởi vì là nguyên tắc em làm sinh sản em phải ghép chéo. Đấy, đây cũng thế thôi. Đây chim rất là bóng trơn phần đẹp. Thì cái dàn này thì nó khoảng tầm chắc nó khoảng tầm gần 100 con. Đấy. Là này nó khoảng từ gần 100 con, đầu đuôi cả ô bên kia nữa. Thì em đang huấn luyện cho nó ăn lúa để tẩy giun, rồi cái cận là để lại các bác ạ. Thì có một cái đôi cắt đuôi thì em để riêng ra em làm clip luôn. Đấy. Dòng này nó vẫn nhai cánh mà, nó vẫn nhai cánh. Đấy, cái dòng này đấy. Chim đoàn chim chim ta cu cửa mình thôi các bác ạ. Đấy. Đấy. Rất tiếc là nó cũng không được đủ ánh sáng, nên ra là nó không được nhìn thấy cái bộ cái khả năng phấn hồng của chim. Đấy. Chim thì về cơ bản là nó đủ ánh sáng nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Thì em làm clip này là clip cắt đuôi á. Em cũng hy vọng rằng là nó cũng anh chị hơn một chút, cườm cườm hơn một chút các bác ạ. Đấy, nó bật cái đèn flash thì nó hơi sợ, nhưng không sao. Em quay thì em muốn là nó thực tế, trang trại có nào hay như nào thì em quay nó thực tế một chút để cho các bác xem. Đấy, đây là còn thiếu ánh sáng nhé, nó chưa đủ phấn hồng đâu. Đấy, dòng này em phải để trong cái nhà lưới ở khu khu B. Đấy, tránh trộm cắp, tránh ấy. Còn mấy em này thì em sang bớt ra. Đấy, em chuẩn bị xách xuống cái khu A để san bớt ra vì nó lớn rồi. Nó lớn rồi, chim phấn hồng lắm. Đấy. Đấy. Em dừng lại và em sẽ quay tiếp cái video ở dưới khu A cho các bác xem. Đấy, báo cáo các bác là đây là mấy con em vừa xách từ cái lồng lồng này. Em san xuống bớt xuống đây để cho nó rộng nó thoáng. Thì cái khu này là mai là đây. Tại sao em bảo ban nãy là nó không đẹp, bởi vì là nó không đủ ánh sáng các bác ạ.
đấy, cái dòng này nhà em nó tất thế này thôi, nhưng mà em muốn là nó thực tế như nào thì mình quay vậy thôi. Dòng này này em nói rõ là em không đánh dấu đôi nào và đôi nào cả đấy, nó cũng chỉ xà xà hơn nhau chục hai chục ngày thì con thì lên cườm, con nửa cườm, con thì con này là non nhất này đấy. Thì em bắt ngẫu nhiên thì cái lứa này em để lại đầu đuôi là 100 con, thì 100 con em sẽ nọc đấy coi được khoảng tầm 3 đến 40 đôi chuẩn đó, thì là sẽ là lứa kế cận. Gì có một con kia là cái mỏ của nó là bẩm sinh nó phù lên, nhưng mà toàn chất sừng này, rất là lạ. Con này khả năng em để lại em nuôi đấy, con sùi sùi mỏ lên đấy, em kiểm tra kỹ rồi, rất là cứng luôn chứ không phải là đậu đâu nhá, vẫn ăn uống bình thường. Thì cái dòng này đây là đây, con chim mà khi ra đủ ánh sáng các bác nhìn các bác thấy thích luôn đấy. Các bác nhìn thấy cái sợi lông tơ kia là em do em vừa bắt túm là nó xù lên đấy. Tất cả những con này là vừa bắt xong nó xù lên đấy. Bạn nào mà đã từng nuôi chim thì các bác biết đấy, chim vừa bắt xong bao giờ nó cũng xù lông lên. Thì ý em nói ở đây là đôi khi mình lúc nó bé mình nuôi đông đông một chút được, nó theo nhau nó ăn, nó tối nó ngủ nó chụm nhau nó ấm. Thế nhưng mà khi nó lớn một chút á, đấy, cá chậm vảy, cây chậm lá, cá chậm vảy, chim chậm lông, thì các bạn phải giãn ra để cho nó đỡ đánh nhau, nó đỡ, nó có cái khả năng thoáng để nó lớn, nó không bị bụi ở những cái lông con chim nó bay vào mắt nhau. Thì đây là những cái khoảnh khắc mà em vừa lên cái clip đôi cắt đuôi đấy, thì tiện thể em cũng chia sẻ như vậy. Bởi vì các bác hỏi tại sao mà ngày nào em cũng bán hàng chục đơn chim, mỗi ngày bán 20-30 con chim, có ngày bán chục con, ngày bán 5 con, ngày bán hơn chục con, bù đi bù lại cũng rất là nhiều các bác ạ, tích cóp từ năm nọ tháng kia. Thế nhưng mà vì đó là cái công việc của em, nó là cái một là cái đam mê, hai là cái công việc cũng như là cái mô hình kinh doanh của em. Thì hiện ba cái cơ sở trang trại cũng là một cái nguồn cung cấp chim giống ra thị trường, chim các loại chim, nhưng em chỉ đi sâu về chim cu gáy thôi. Các bác hỏi em về những cái con mi khiếu trào màu hoặc là ấy thì em chỉ đá đưa thôi, nó không sâu. Thì riêng chim gáy thì bây giờ ví dụ như bác bảo là mua một con nửa 7 ngày, nửa 12 ngày, nửa 20 ngày mới biết mổ hơi cườm hay như nào, nửa nào em có, lúc nào cũng có, bởi vì số lượng nó rất là nhiều. Đấy, thì các bác nhìn này, con chim khi mà nó được nuôi. Đấy, và chúng ta quay này, lông nó vừa mới rũ ra, chúng ta quay đủ ánh sáng thì con chim nó rất là đẹp, phấn hồng luôn. Vậy chi là theo như cái lịch kế cận thì nó khoảng tầm 1 đến 2 tuần nữa em sẽ chuyển hết cái 100 con chim ở trên kia xuống đó. Và những cái nô này là em không đánh số đấy, bình thường những cái nô nào mà đánh số là em cũng nói rõ là em đánh số luôn các bác ạ. Đây này, hàng bên này là em đánh số hết này. Các bác nhìn, các bác tinh ý, các bác nhìn giúp em đó. Con màu đây này. Đấy, chân màu vàng luôn đó. Đấy, chân màu hồng luôn đây, em này chân màu hồng đấy, đeo cái vòng màu hồng đấy chưa đấy, đeo cái vòng màu hồng đó đấy, đeo vòng màu hồng đó. Thế vì vậy vị trí là với cả một cái dãy như này thì em có quy ước hết ô số 1, ô số 2, ô số 3, số 4, số 10 mấy luôn. Thì đó là những cái công việc hàng ngày của em, thì nó là công việc của em, cái việc của em. Các bác cũng chỉ biết là yên tâm là khi kết nối bên em thì cái những cái dòng, những cái đôi này, này đấy, do là bán mất một con đực lẻ rồi thì bây giờ nó còn nguyên một đôi cộng với một con mái lẻ, thì em tự biết đó, cái dòng này là em biết đấy. Các bác nhìn này, đây là cái dòng này là em nuôi nó đấy, dòng mà chưa bắt chim nó rất là mượt, đây là mình chưa sờ vào chưa bắt nó thì chim nó rất là mượt các bác ạ. Đấy, rất là mượt luôn đấy, bóng trơn bóng nhẫy luôn đó, chim rất là mượt luôn đấy. Còn những cái dòng vừa mới bắt xong đây, dòng vừa bắt xong lông nó xù luôn đấy, từ bấy giờ nó cũng mượt lại, bớt khối ra đây các bác ạ, từ bấy giờ nó cũng mượt lại, có tự nó chuốt lại đấy, khả năng là theo như kinh nghiệm là tự nó chuốt lại. Các bác bắt nó tụt đến đâu thì tụt, nhưng mà sau một thời gian buông nó ra là tự nó lại chuốt lại đó. Thế còn với cái dòng như bên này thì các bạn thấy là gì, đôi nào vào màu đôi đấy hết đó, từ màu đỏ đến màu vàng.
cũng là màu vàng, như là cái đôi màu vàng có cườm thì nó là đôi đàn anh. Đấy, đôi màu vàng chưa có cườm này thì nó là đôi đàn em. Đôi màu xanh, xanh lá cây đó. Thậm chí là màu màu xanh ngọc đó. Màu xanh ngọc, xanh lá cây, màu nâu, màu tím, màu trắng, rất là nhiều màu các bác nhé. Ok, có lẽ em xin dừng kết thúc video tại đây. Tại cái khu vực A này thì nó rất nhiều. Và em muốn, đấy, kể cả những con em chữa bệnh, em thả nó ra, nó bay vù vù ở trong cái nhà lưới 300m2 này thôi các bác ạ. Đấy, số Zalo, số liên hệ của em là 0335305982. Cái đôi cắt đuôi này vừa quay đầu video á, rất xứng đáng đấy. Trông thế thôi nhưng mà nó đã tổng gáy rồi. Đâm ra với cái giá đó thì em nghĩ là các bác vào giống là rất là hợp lý. Đấy, ăn chắc mặc bền đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau. Đấy. Thì ở đây em chia sẻ một chút này trước khi kết thúc video, là cái phần này là cái phần lưới cửa em mở ra mở vào này. Đó. Thế thì ở cái phần chân này là tại sao em làm này? Vì bản thân con chim gáy á, nó chỉ có bay ngược lên, nó bay tốc ngược lên, bay rúc thôi. Thì những cái này là nó không ra được. Thế nhưng mà cái này là mục đích em để như này là vì sao? Bởi vì là em nuôi một cái món gà. Đó. Thì món kia nó giải quyết bằng sạch. Khi mà những con chú chim này ăn rơi vãi này, món gà này nó nhặt bằng sạch. Một là nó sẽ tận đỡ lãng phí. Đấy, thứ hai là cái lượng trứng là mình trứng gà để mình ăn, mình cải thiện bữa ăn. Thứ ba là con chim, con gà nó vào, nó bới lật đi lật lại là cái phân chim nó được tải ra. Đấy, tại sao em để cái bờ lô này, các bác nhìn cái bờ lô bên này, bờ lô bên kia. Đấy, em để bên này, đây, em để như này. Đó, các bác nhìn thấy không? Thì không ngẫu nhiên là em để như thế đâu, bởi vì là em để như thế nó tạo cái ánh nắng để cho nó chiếu xuống đây, ở góc độ buổi sáng nó chiếu một góc, buổi chiều góc. Trông cái chuồng chim như thế này nhưng mà nó diệt khuẩn hoàn toàn. Và các bạn đến những cái trang trại chim khác là nó thường là nó sẽ có mạt. Đấy, ẩm thấp mà nó sẽ có cái mầm bệnh. Nhưng khi mà em làm này nó nắng, nắng nó chói, nó chiếu thì nó sẽ khô và màn mạt không ở. Màn mạt nó chỉ có ẩm và tối, hoặc là nó kín, nó rúc ráy nó mới ở. Còn thoáng là nó không ở. Đấy là chia sẻ. Mà bác nào nuôi chim gáy mà nó bị màn mạt, các bác xịt cái thuốc xịt muỗi, để một ít thuốc lào dưới gầm ổ ấp nuôi con của nó đỡ. Đấy. Ngoài ra thì cái món gà này là em để như này là để cho nó đi ra đi vào. Đấy, nó chui qua cái này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Nó gà thì nó đi qua thoải mái, nhưng chim nó không biết đường nào mà đi cả. Đấy. Em đã để thử rồi. Nếu họ hoạn hàng trăm con, vài chục con ở trong này thì chỉ có một vài con là do nó cái lông cánh của nó không mình thả ra mình không để ý lông cánh của nó nó bị tút ra, nó cụt thì nó đi bộ ở dưới này thì nó mới biết đường ra. Còn những con mà nó bay thường nó cứ bay chuyển đi chuyển lại chuyển ra chuyển vào, nó không bao giờ nó chui được. Bản thân con chim gáy nó không chui được. Bản thân em đã có những cái mục bẫy những cái con chim gáy đã bỏ luôn cái khay hứng đáy đi, nó lên nó vào nó ăn, không nó cứ bộ ở trên rồi nó cứ đứng chờ thì nó không chui. Đấy, thế chính vì nó gọi là không cúi đầu không trôi thì người ta gọi là con chim gáy là con chim quân tử, bởi vì không cúi đầu là quân tử rồi. Đấy, nó có chuyện vui thế thôi. Và em cũng xin hẹn gặp lại các bác ở cái video sau. Đấy, em sẽ kết thúc cái phần video của cái đôi cắt đuôi ở đây. Đấy, và những cái con nào mà hơi có nghi có mầm nghi bệnh kém kém còi cọc tẩy run thì em nhốt riêng hẳn ra ngoài này để em chữa. Đấy, nghĩa là em phải hòa vào cám và thuốc em chữa. Đấy, các bác không nghĩ là tự nhiên em lại nhốt riêng mấy con này ra như thế này, bởi vì em chữa các bác. Đấy, em chữa, em cũng là lấy kinh nghiệm để em thử thuốc rồi em tránh cái trường hợp là nhầm lẫn bán cho khách hàng. Đấy, còn những cái đôi ở ngoài này thì những đôi mình sinh sản, mình nuôi trong khu vực này dưới cái bóng cây các bác ạ. Đấy, dễ xì dễ xanh, rất là tự nhiên. Đấy, đấy là em chia sẻ hết sức thực tế luôn nha các bác nhá, cực kỳ thực tế luôn đấy. Ok, xin hẹn gặp lại các bác ở cái video sau.